trước khi vào video đây là nếu các bạn nào chưa ấn đăng ký cho mình và ấn chuông để nhận thông báo mới. Nếu các bạn thích video các bạn ấn nhấn like, share cho bạn bè và nhớ comment ở dưới video nha. Hello chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà tạo ra một cái hình nền LOL mà cực đẹp như thế này ở ngoài back desktop background các bạn. Hoặc là các bạn sẽ vô cái link này. Liên minh Reyna nhập hình liên minh. Và mình sẽ để nó dưới phần mô tả. Và như các bạn đã thấy thì mình là liên minh như thế này, mới vô sẽ thấy là một là tải cho Windows và hai tải cho Mac. Và nè, và bạn hãy sử dụng cái nào tải dịch đúng đó. Sau khi tải xong cài đặt hết tất cả thứ, bạn sẽ đã có được click display. Đấy, vào đây thấy như là hơi sớm. Mới vô các bạn sẽ nhận, các bạn sẽ thấy ba cái hình này và có, và tiếp theo bạn chọn cái màn hình chờ hay màn hình ở ngoài cho mà mấy các bạn thích nào mà chọn đó. Đây bộ stop này rất là nhiều luôn, rất nhiều thứ để mình chọn xin thiệt hàng nhé. Chọn Gana chẳng hạn. Và sau khi bạn chọn tất cả chọn màn hình xong thì bạn phải thấy nó ở đây nó tăng số lên, thay vì số 0 đến số 1 mình là số 4 đến số 5 vì mình đã đóng 4 cái ảnh nền rồi. Đây. Và hiện tại mình làm hơi nhanh, sau khi các bạn mà làm xong các bạn sẽ bấm kích hoạt, nó sẽ hiện thì thông báo này nghĩa là bạn thành công rồi. Ok, và bạn thấy nó có thể đổi hình, nhưng mà đấy ở hình sân Gana này quá đẹp luôn. Nếu bạn thích video này nhớ để lại like, share, subscribe cho video mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều.